cá tai tượng. Bà con đã biết cá tai tượng hết không bà con? Cá tai tượng là rất tốt cho sức khỏe, bởi ăn nó vào tốt vô cùng, thịt nó mềm, nấu chiên vàng xào làm lẩu gì cũng được, nhưng mà nó tốt vậy không phải ai cũng ăn được đâu nha bà con. Có những người và có những bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá tai tượng bà con ơi. Những người không nên ăn cá tai tượng đó là những người hoại tử gia, các cơ yếu, đau khớp, thoái hóa khớp, giảm cân, yếu sinh lý và bị bệnh huyết áp, là vui lòng đừng ăn cá tai tượng để bệnh cho mình mau lành, mau bớt, mau khỏi. Nên ăn cá tai tượng là những người này, mấy bệnh này nên ăn vì có sức khỏe, vì có omega 3, axit, ổn định vóc dáng, tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận, tốt cho bà bầu, tốt cho phụ nữ đang cho con bú, tốt cho người lớn tuổi. Ăn như những loại cá khác thường ngày ta hay ăn, nhưng mà nghỉ ăn một ngày, nghỉ ăn một ngày, một lần ta ăn như bình thường các loại cá khác ta hay ăn bà con à. Bà con ơi, một ngày chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bà con thấy được, vui lòng đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi vào 4 video đời sống sức khỏe, ngày nào ăn gì, uống gì, ngày nào không được ăn, không được uống để cho sức khỏe bà con mạnh khỏe. Bà con thấy được đăng ký nha bà con, và vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con, cá tai tượng là những người không nên ăn cá tai tượng, đó là những người hội tử gia, các cơ yếu, đau khớp, thoái hóa khớp, giảm cân, yếu sinh lý, huyết áp, là không ăn cá tai tượng để nó tốt cho sức khỏe của mình. Còn nên ăn cá tai tượng nó vì có sức khỏe, còn lại là nên ăn cá tai tượng vì có sức khỏe, vì có omega 3, axit, ổn định, nó làm tốt là cho ổn định vóc dáng của mình, tiểu đường, bệnh gan, bệnh bầu, bệnh thận, bà bầu, phụ nữ đang cho con bầu bú sắc bú, lớn tuổi, ăn như những loại cá khác, nhưng mà ta ăn một ngày, nghỉ ăn một ngày, đó là cá tai tượng nha bà con. Kênh chúng tôi có 4 video đời sống và sức khỏe, bà con có thấy được, vui lòng đăng ký kênh để cho 4 video đời sống và sức khỏe đến sớm với quý vị, bệnh gì, nên ăn gì và không nên ăn gì bà con được biết, và vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Xin chào bà con, nào.